Vâng, thì ngày hôm nay em có một con xe với mức giá rất là buồn cười cho mình luôn. Và mời các bác mình cảm nhận về chất lượng, về độ đẹp, về độ zin của con xe này. Con này thì chia sẻ với các bác là em mua một chủ từ đầu người trên Hà Nội sử dụng. Một người tương đối là lắm tiền đấy, tương đối là giàu có các bác nhá. Và em lên trực tiếp nhà người ta em mua luôn. Và bây giờ thì đã được mang về tại siêu thị ô tô Hải Dương bên em rồi các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem này, nó quá mới luôn. Các bác nhìn đi, đẹp chưa? Đấy, đèn bi cầu nhá các bác nhá. Đấy, và sơn xi của nó này, có thể soi được gương luôn. Đấy, la đúc phanh đĩa, phanh ABS và lốp nát của xe cũng rất là dày. Một con xe mà đến từ thương hiệu Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Anh Quốc về Việt Nam. Một thị trường Anh Quốc rất là khó tính, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta, vâng, người ta đã sản xuất ra những cái chiếc xe như này thì chắc chắn điều rằng nó sẽ có gì đặc biệt, đúng không ạ? Vâng, và cái độ đặc biệt của nó, cái điều đặc biệt của nó thì em cũng chia sẻ cho các mình luôn. Đấy là chiếc xe này đấy ạ. Chạy nhá, nó sướng hơn CX-5 rất là nhiều và sướng hơn tất cả những cái dòng xe khác rất là nhiều các bác nhá. Em đang nói là trong cái tầm tiền. Đấy. Loại này thì vừa rồi em cũng bán mấy con, chỉ bán là nhô 200 thôi các bác nhá. Bán mấy con như thế thôi. Và đây là một trong những chiếc xe nữa mà em sẽ lên cho mình xem. Đấy, con này thì em sẽ để em tính cho mình cái mức giá ok nhất để mình dễ vào việc nhất các bác nhá. Nội thất của xe rất là sang trọng, ghế da nó là ghế da zin. Con này đi rất ít luôn cho nên là da giống nó vẫn là da zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, và đây, đây chính là cái cần số của nó. Đấy, số tự động các bác nhá, số tự động zig zag luôn đây này các bác này. Đấy, có điều hòa auto nằm ở đây này các bác này. Đầu đài giải trí nó là nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, và con này các em nó là bản đủ. Bản đủ nha các bác nhá. Bản đủ thì nó sẽ có chìa khóa thông minh. Đấy, vâng, chìa khóa thông minh các bác nhá. Vâng, đây là nút để cho mình khởi động xe này các bác này. Đấy, và vô lăng đây, các bác nhìn xem này, vô lăng của xe cực kỳ mới luôn. Bởi vì con này đi quá ít, con này đi rất ít luôn. Cho nên là vô lăng của xe là vẫn còn mới như thế này các bác nhá. Tích hợp rất nhiều phím điều khiển, có ga tự động, có điều chỉnh bài hát. Đấy, đàm thoại dành tay ở phía bên đây các bác nhá. Túi khí an toàn đây, logo đây. Đấy, vô lăng của xe đẹp chưa? Vô lăng zin nha các bác nhá. Vô lăng zin đấy ạ. Vô lăng zin. Đấy. Và chiếc xe này đấy ạ thì nó có cửa sổ trời to các bác này. Đấy. Và có cam hành trình nhá. Cam hành trình được nằm ở trên gương này các bác này. Được chưa? Đấy, rồi mới lại là các bác nhìn xem, có sấy sưởi ghế nằm ở hai bên. Và chiếc xe này có thiết kế là hai cầu điện các bác nhá. Hai cầu điện luôn. Đây là phanh tay này. Đấy. Cái chỗ này thì cũng đã được lót thêm một cái áo ghế ở trên nữa rồi các bác nhá. Cả bộ ghế da đều là ghế da zin nguyên bản cao cấp theo xe, vẫn còn là đẹp luôn. Đấy, đặc biệt là phần tắp lô của xe cực kỳ là mới luôn các bác nhìn này. Tắp lô của xe cực kỳ là mới luôn. Chỗ này có túi khí an toàn nhá. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da, bằng da cao cấp đây các bác. Đấy, đăng kiểm của xe đến tháng 7 năm 2024. Một dòng xe Nhật các bác nhá, mang tên là Nissan Qashqai các bác nhá. Đấy, máy của xe thì là chỉ có 2.0 thôi và nhiên liệu xe chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi. Các bác nhá, mẫu xe 5 chỗ gầm cao, form súp. Con này lúc mới của nó là tiền tỷ, bây giờ thì chỉ còn là tiền trăm các bác nhá. Chỉ còn tiền trăm thôi. Đấy, xe quá đẹp luôn. Các bác mình nếu mà thích độ đẹp, độ zin của những dòng xe ô tô cũ thì đây, em có con này. Em có con này đáp ứng cho mình nhá. Máy số keo chỉ của xe là vẫn còn zin hết các bác ạ. Đấy, và ghế da đây các bác nhìn xem này. Ghế của xe cũng là ghế da zin này các bác này. Ghế da zin. Các bác nhìn xem ghế da zin của xe vẫn còn rất đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Và đây các bác nhìn xem này. Đấy, nội thất của xe thì nó là rộng rãi các bác nhá. Chỗ này có cái đây các bác nhìn xem là có cái chỗ cho mình để mình điều chỉnh điều hòa đấy các bác này. Đấy, thân vỏ của xe cực kỳ cứng dày luôn các bạn. Cái loại xe Nhật nó đã cứng dày rồi mà lại được nhập khẩu từ Anh Quốc nữa cho nên nó rất là cứng dày các bác nhá. Và đồ đạc của nó rất là dễ kiếm, rất là dễ tìm và tương đối là rẻ các bác nhá. Đấy, tương đối là rẻ luôn. Và loại này thì các bác biết rồi, nó rất là lành tính và cực kỳ bền các bác nhá, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm. Đấy, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm luôn. Em quay cho mình xem chi tiết. Đây, keo chỉ để các bác nhìn này. Keo chỉ mép cánh cửa của nó này. Đấy, nó vẫn còn nguyên và gioăng cửa nó vẫn còn đẹp và tất cả những phần lòng trong cánh cửa xe nó còn được sáng đẹp như thế này luôn các bác nhìn xem. Bốn tấm lên cánh cửa của xe đẹp đều, mới đều như nhau hết các bác nhá. Đây, chỗ này bằng chất liệu da này. Đây bằng là chất liệu da các bác nhá. Nó là da zin, là da nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, đẹp chưa? Các bác cảm nhận về chiếc xe này thế nào ạ? Các bác có cảm nhận gì mình cùng comment ở phía dưới nhá. Lòng vách cái cửa xe là không hề có hiện tượng bị mục ngoặt gì hết, kể cả gầm vệ. Toàn bộ khung vỏ của chiếc xe này không hề là bị mục ngoặt gì các bác nhá. Vâng. Đây, một dàn lốp xe rất là dày luôn, na răng đúc phanh đĩa phanh ABS và na răng của xe thì nó là na răng dạng quay các bác nhá. Phía sau đây có những mắt cảm biến chống va chạm này. Đấy. Và đèn đó của xe rất mới luôn này. Đấy, ABS-D chỉ còn là một chiếc xe 2 khâu. Đấy, vẫn là biển từ ngày xưa đến bây giờ nhá, chưa thay biển lần nào các bác nhá. Và phía sau thì có thể là có camera lùi này, cảm biến chống va chạm này, gạt mưa này, đuôi gió của cả thanh gia lốc cũng đầy đủ đây.
Đấy, đèn đóm rất là đẹp luôn. Và cốp sau mở ra rất là to, được đồ thoải mái cho mình các bác nhá. Đấy, dòng xe cực kỳ đáng mua luôn, cực kỳ là đáng được đồng tiền bát gạo để mình sở hữu. Đấy, bác nào mà mình đang tìm, đang có nhu cầu thì đây, đây là một chiếc xe cho mình lựa chọn đi rồi. Sử dụng yên tâm lâu dài luôn ở trên mẫu xe này các bác nhá. Các bác mình đừng tham rẻ mua những con xe lát, những con xe lỗi, những con xe xấu các bác. Về mình thùng tháng mình lại đi sửa, lại đi đầu tư thì nó lại quá tội thôi, mà nó vẫn không được lên một chiếc xe đẹp đúng không ạ? Con nào có em các bác mình mua về yên tâm dùng nhá, yên tâm dùng lâu dài luôn. Đấy, không phải lo lắng để suy nghĩ lăn tăn gì cả các bác nhá. Đấy. Cột kèo xe là vẫn còn zin, xe đảm bảo cam kết cho mình là xe không lỗi, không lỗi về vấn đề đâm đụng và va chạm của nước các bác nhá. Lòng vách cánh cửa xe đẹp như thế này. Bốn tấm cánh cửa xe nó mới đều như thế này các bác nhá. Chỗ này thì em lau chỗ ướt chỗ khô nó như thế thôi các bác nhá. Đây em quay gần này, các bác nhìn xem. Chưa ạ? Quay sát cho mình xem này, thực tế cho mình xem này. Các bác cảm nhận gì mình comment ở phía bên dưới nhá các bác nhá. Đấy. Được chưa ạ? Chỗ này bằng chất liệu da, loa âm thanh nghe hay tuyệt vời luôn, nghe sướng tai luôn các bác. Đấy. Dòng xe đến từ châu Âu cơ mà đúng không ạ? Hãng thì của châu Á nhưng mà nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam các bác nhá. Phân phối cho các thị trường châu Âu luôn. Đấy, bây giờ thì có mặt ở tại Việt Nam rồi. Chạy sướng hơn CX5 rất là nhiều. Chạy sướng hơn những cái dòng xe khác. Dòng kể cả như là 4500 thậm chí em thấy còn chạy không sướng bằng cái chiếc xe luôn các bác. Không biết các bác mình đã từng thử, đã từng ngồi lên trên chiếc xe này chưa? Thì không biết, thế nhưng mà theo đánh giá của em cũng chạy rất là nhiều dòng xe rồi. Em đánh giá là một chiếc xe này nó quá ok luôn, rất đáng dùng các bác ạ. Đấy, một con xe vừa đẹp, vừa rẻ, chạy sướng nữa mà lại bền bỉ, tiết kiệm, form dáng thì đẹp đúng không ạ? Đấy nha, các bác nhìn đi, các bác nhìn nốt cho em. Đây các bác nhìn này. Đấy, chất liệu da của nó vẫn còn mới nguyên, đẹp nguyên như thế này luôn các bác này. Đấy, đẹp nguyên mới luôn như này. Đấy, các bác cảm nhận gì? Mình cùng cảm nhận nhá các bác nhá. Ở đây có là gương chỉnh điện này, chống trơn, chống trượt nằm ở đây này. Đây là mở xăng, mở cabo này các bác này. Đấy. Ở đây em quay cho mình xem cái vị trí này để mình xem đầy đủ hơn các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đây là lòng vách cánh cửa của xe đây. Đấy, tem nó vẫn còn nguyên đây. Đấy, lòng vách cánh xưa đẹp chưa? Đấy. Rồi nha các bác. Đây cửa đóng này. Rất là êm và cực kỳ nhẹ các bác nhá. Đóng như kiểu mình đang đóng tủ lạnh vậy đấy ạ. Ở bên ngoài đây có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa này, và kính của xe thì bọc dán hết xung quanh rồi, đều là kính zin các bác nhá. Kính của xe không hề xước, không hề xước luôn. Đẹp chưa? Quá đẹp cho một chiếc xe mà các bác bỏ ra số tiền nó là không nhiều. Nó rất ít đúng không ạ? Đấy, form dáng của nó đẹp như thế này cơ mà, các bác nhìn xem này. Form dáng của xe đẹp như kiểu những chiếc xe đời mới luôn đúng không ạ? Đấy. Em cũng mang ra ngày hôm qua, em đi cả buổi luôn, chạy rất sướng luôn các bác ạ. Em cảm nhận thấy thế. Vâng, trên đầu này thì các bác thấy là có rửa đèn pha luôn nhá. Có đèn bi cầu luôn nhá. Cặp đèn pha của xe vẫn là cặp đèn pha zin. Mặt nạ ga lăng của xe đây. Đấy, các bác nhìn đi. Đấy, nhiều con đời cao có phần form dáng của nó chỉ như thế này thôi các bác. Con xe mà dòng Nissan đấy ạ, em thấy form dáng của nó không khác nhiều đâu. Đây, một vòng xung quanh nhá. Các bác mình ngồi xem, rảnh tay nhấn cho em xin phát like, phát thích, phát chia sẻ cho các bác nhá. Và nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang, nhấn follow để mình cùng đồng hành với em trong những thời gian tiếp theo các bác nhá. Và bác nào muốn đổi xe thì bên em sẽ đổi cho mình. Bên em đang cần thu mua một số lượng xe lớn nữa. Các bác mình có xe gì mang em bán, mang em mua cho. Bán cho em mua cho giá hợp lý các bác nhá. Hoặc là mình hoa tiêu cho em cũng được. Em trả công các bác mình tiền hoa tiêu các bác nhá. Đấy, và bác nào mà cần ship xe em ship cho mình, cần sang tên thì em sang tên cho mình. Về giá cả, bác nào mà mình mua mình vào việc được chiếc xe này giá bao nhiêu thì bác cứ bảo em nhá. Đấy, em báo giá cho mình. Đấy, alo để em báo giá cho. Còn này, bác nào mà muốn chốt, vâng, bác nào mà trả được giá bao nhiêu thì bác cứ trả em bình thường nhá. Số điện thoại bên em là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Bên em có ship xe cho mình nhau các bác nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn.